Sáng nay 24 tháng 10, Tòa Nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản do Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi, 58 tuổi, cùng đồng bọn thực hiện. Ngoài Thảo Lụi, các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Danh Thuận và Lê Minh Khôi cùng trú tại thành phố Phan Thiết. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Theo cáo trạng, vào ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi nghe tin anh Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Thảo đã cùng với Phương, Kim, Danh và Khôi đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo về tội hủy hoại tài sản. Sau đó, lần lượt các đối tượng còn lại cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với tội trên. Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng tại bến số 3, dự án cảng container Long Sơn thuộc địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 23 tháng 10, tại khu vực chuẩn bị thi công số 3, dự án cảng container Long Sơn có khoảng 300 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mang theo băng rôn, biểu ngữ, phản đối việc xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn. Tiếp đó, các đối tượng đi bộ ra một số tuyến đường. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, nhưng những người này vẫn tiếp tục tuần hành, gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ 513, khoảng 1 km. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn. Một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh do Lê Tất Đạt, sinh năm 1996, ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cầm đầu, đã bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bắt giữ. Bước đầu, cơ quan công an xác định Lê Tất Đạt đã mua 20 bộ máy tính, 20 điện thoại di động thông minh mang về Hà Nội và Thanh Hóa, thuê 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và thành phố Thanh Hóa, rồi tuyển dụng gần 20 đối tượng là sinh viên, học sinh, có kiến thức tin học, có kỹ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn, một điện thoại di động, có cài sẵn các nội dung, dữ liệu trên tài khoản Facebook, Zalo để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng đã lập ra các trang fanpage Xe Duyên 1, Xe Duyên 2, xem tỉnh Duyên miễn phí trên mạng xã hội Facebook và chạy quảng cáo. Khi có khách trúng bẫy, các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của khách, rồi cung cấp, giả vờ tư vấn, đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa, ngải để giải hạn hoặc các vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn với giá dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 9 vừa qua cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định các bị hại cùng với các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định. Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ 2 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 60 triệu đồng. Vụ việc là bài học cảnh giác cho người dân trong việc bảo quản, bảo mật các loại thông tin cá nhân. Nghe lỏm đồng nghiệp đọc mật khẩu điện thoại cho chồng, sau đó nhân lúc sơ hở mở trộm điện thoại dò mật khẩu tài khoản ngân hàng, rồi chuyển trộm 27 triệu đồng vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2001, trú ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ. Cùng hành vi trên, trước đó ngày 8 tháng 8 năm 2023, đối tượng Lê Trung Hiếu, sinh năm 2001, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đã chiếm đoạt 35 triệu đồng của một người dân trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hiện cùng là lao động tự do tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có chiếc điện thoại của chị Dân thì tôi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, lấy điện thoại và nhập mật khẩu của chị Dân. Và vào phần ghi chú thấy mật khẩu của ngân hàng Vietcombank và tôi đã vào app ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền.
Những chiêu trò lừa đảo muôn hình vạn trạng và biến hóa khôn lường, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Hiện nay thì hạ tầng thanh toán phục vụ cho việc thanh toán không sử dụng tiền mặt thông qua các ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động của các tổ chức tín dụng thì ngày càng phổ biến, nhằm mục đích để tạo thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự. Tuy nhiên thì qua những cái vụ việc đã xảy ra thì cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân, thứ nhất là không được để lộ mật khẩu đăng nhập vào thiết bị điện thoại di động, cũng như là cái mật mã OTP mà gửi về cái thiết bị điện thoại di động cho người khác. Thứ hai là phải cẩn trọng hơn trong cái việc quản lý cái thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng, đặc biệt là cái tài khoản đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online. Người dân cũng nên là thay đổi thường xuyên cái mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online, hoặc là đặt những cái mật khẩu, tránh những cái mật khẩu liên quan đến ngày tháng năm sinh của người thân cũng như bản thân, để các đối tượng có thể dễ dò được cái thông tin này. Để tránh bị mắc bẫy bởi những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, không để lộ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc các mật khẩu điện thoại, tài khoản cá nhân cho người khác để kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện nghi vấn liên quan đến trục lợi, lừa gạt, người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an để được kịp thời hỗ trợ xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay cho biết đang điều tra vụ án 8 đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Hùng ở huyện Tam Dương, Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Tiến Hưng cùng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Hùng tại số 11 đường Lương Văn Can, phường Khai Quang, lực lượng công an thu giữ hơn 62 gam ma túy tổng hợp gồm ma túy kẹo, ma túy ke và nước vui. 5 đối tượng còn lại trú tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk và Điện Biên bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Rạng sáng ngày hôm nay, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 20, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe mô tô mà trong cơ thể có chất ma túy. Cụ thể, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2 đang tuần tra tại km 22 đoạn xã Túc Trưng, huyện Định Quán, phát hiện 3 thanh niên điều khiển 3 xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải truy đuổi gần chục km mới bắt giữ được. 3 đối tượng là Nguyễn Vũ Cường, Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Văn Cường. Qua test nhanh ma túy, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 trường hợp này đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 Online. Thưa quý vị, đối tượng Phan Văn Vắt, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ về hành vi giết người. Thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu cho bản tin trưa ngày 24 tháng 10 hôm nay. Phan Văn Vắt là thuyền viên đánh bắt cá. Vào ngày 20 tháng 10, khi tàu đang neo đậu ngoài khơi, giữa Vắt và thuyền trưởng xảy ra mâu thuẫn. Vắt đã sử dụng hung khí đâm vào ngực thuyền trưởng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thuyền trưởng đã tử vong nên thuyền viên điều khiển tàu trở về đất liền và báo cho cơ quan công an. Bất ngờ kiểm tra quán bar trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện nhiều người sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, quán có khoảng 70 người, trong đó có 4 bàn sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ các chất ma túy và các đồ vật liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Qua kiểm tra nhanh, có 25 trường hợp dương tính với ma túy. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Huyền, trú tại huyện Bắc Quang, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng. Do cần tiền chi tiêu, sinh hoạt và trả nợ, Huyền nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo đang cần tiền thu gom hàng ở các tỉnh Lào Cai, Điện Biên rồi chuyển về Hải Phòng để xuất khẩu. Khi có lợi nhuận sẽ chia phần cho người góp vốn. Với thủ đoạn này, Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang với số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam mới đây đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, điều tra làm rõ hai vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 60 triệu đồng. Phóng sự ngay sau đây sẽ là bài học cảnh giác cho người dân trong việc bảo quản, bảo mật các thông tin cá nhân. Nghe lỏm đồng nghiệp đọc mật khẩu điện thoại cho chồng, sau đó nhân lúc sơ hở mở trộm điện thoại dò mật khẩu tài khoản ngân hàng, rồi chuyển trộm 27 triệu đồng vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2001, trú ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ. Cùng hành vi trên, trước đó ngày 8 tháng 8 năm 2023, đối tượng Lê Trung Hiếu, sinh năm 2001, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đã chiếm đoạt 35 triệu đồng của một người dân trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hiện cùng là lao động tự do tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có chiếc điện thoại của chị Dân thì tôi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, lấy điện thoại và nhập mật khẩu của chị Dân. Và vào phần ghi chú thấy mật khẩu của ngân hàng Vietcombank và tôi đã vào app ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền. Những chiêu trò lừa đảo môn hình vạn trạng và biến hóa khôn lường, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ với công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Hiện nay thì hạ tầng thanh toán phục vụ cho việc thanh toán không sử dụng tiền mặt thông qua các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động của các tổ chức tín dụng thì ngày càng phổ biến, nhằm mục đích để tạo thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự. Tuy nhiên thì qua những cái vụ việc đã xảy ra thì cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân, thứ nhất là không được để lộ mật khẩu đăng nhập vào thiết bị điện thoại di động, cũng như là cái mật mã OTP mà gửi về cái thiết bị điện thoại di động cho người khác. Thứ hai là phải cẩn trọng hơn trong cái việc quản lý cái thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng, đặc biệt là cái tài khoản đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online. Người dân cũng nên là thay đổi thường xuyên cái mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online, hoặc là đặt những cái mật khẩu, tránh những cái mật khẩu liên quan đến ngày tháng năm sinh của người thân cũng như bản thân, để các đối tượng có thể dễ dò được cái thông tin này. Để tránh bị mắc bẫy bởi những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, không để lộ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc các mật khẩu điện thoại, tài khoản cá nhân cho người khác để kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện nghi vấn liên quan đến trục lợi, lừa gạt, người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an để được kịp thời hỗ trợ xử lý. Gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn đập kính xe ô tô, Trần Văn Dương, quê tỉnh Đồng Nai đã bị công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt giữ. Theo điều tra, do không có nghề nghiệp nên Trần Văn Dương đã đi tìm các xe ô tô của người dân để ngoài đường, không có người trông coi để đập kính trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn như trên, chỉ trong thời gian ngắn, Dương đã gây ra 8 vụ đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Bến Cát, gây thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trên mạng xã hội vừa qua xuất hiện một video clip hai thanh niên điều khiển xe máy bằng một bánh với tốc độ cao trên quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Hòa Tỉnh đến khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và ngược lại. Công an tỉnh Tiền Giang ngay sau đó đã tiến hành mời làm việc 3 người có liên quan. Ba thanh niên là Đoàn Trần Thế Hào, chú tỉnh Vĩnh Long, chú tỉnh Long An, là người điều khiển xe máy chạy một bánh. Phạm Duy Tân là người ngồi sau xe máy. Huỳnh Trần Tấn Huy là người quay clip cùng chú tỉnh Tiền Giang. Tại cơ quan công an, ba thanh niên khai nhận vào ngày 21 tháng 9 cùng nhau quay clip điều khiển xe mô tô bằng một bánh để đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang Facebook của Huy với khoảng 32.000 lượt người theo dõi. Lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, xử lý người vi phạm theo quy định. Trước tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt nổi lên các loại tội phạm đường phố, nhóm thanh thiếu niên tập hợp sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, tụ tập chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô vào đêm khuya gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập và triển khai các tổ công tác đặc biệt 979 để tập trung chấn áp xử lý, ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ.
Đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại trong những ngày theo chân tổ công tác đặc biệt 979 Công an Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ. Bóng cười, ma túy, dao mác, dao bấm cho đến vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại. Nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt bô trên đường bị xử lý. Qua một thời gian triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, hiệu quả của các tổ công tác đặc biệt 979 đang phát huy một cách rõ rệt, dần trở thành thương hiệu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Mấy đợt trước thì nó rất là gọi là hơi phức tạp một chút, là mấy anh cho anh hay chạy cái 3-4 thôi. Rồi nẹt bô rồi chạy rầm, từ mà có đội 979 ra thì nó cũng đi bớt đi, mà nó cũng giảm cái thành phần đó rồi. Tôi thấy là rất là nên nhân rộng lên là để cho nó an ninh trật tự hơn, rất là hiệu quả. Qua một tuần thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác 979 trên toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 56 vụ việc về trật tự an toàn giao thông, 19 trường hợp mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ, 5 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giải tán nhiều trường hợp tụ tập đua xe, gây gổ đánh nhau. Trong đó trên địa bàn Nha Trang, tổ đã triển khai duy trì kiểm soát trên tất cả các khu vực trên địa bàn của thành phố, kể cả ở trung tâm, kể cả ở những tuyến xã. Và qua đấy đã kịp thời xử lý kiên quyết có hiệu quả các đối tượng vi phạm, và đặc biệt hơn cả là thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an của các cấp và của cả hệ thống chính trị trong cái việc tham gia chấp hành tốt, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phố, đặc biệt là công tác tham gia giao thông để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân và du khách. Trong cái thời gian tới thì tổ 979 chúng tôi là tiếp tục và duy trì các cái tổ của công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các cấp xã đó, và có thể tới đây là giám đốc công an tỉnh sẽ cho tăng cường nhân rộng một số tổ 979 đó để phối hợp và đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ và các cái lực lượng giữa công an cấp tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đó, để mà khép kín các cái tuyến địa bàn, khu vực, lĩnh vực đều được đảm bảo về an ninh trật tự. Để hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất, các tổ công tác 979 sẽ thực hiện nhiệm vụ từ nay cho đến hết thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các tổ sẽ thường xuyên thay đổi các chốt, tổ tuần tra trên địa bàn toàn tỉnh, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo một môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân và khách du lịch khi đến với tỉnh Khánh Hòa.